Hello my friend, good morning channel. We start game, let's play some game with you today. First, we'll see you in the training. Continue. Rồi mình day one, mình có 5 ngày để thoát khỏi ngôi nhà. Yeah. Rồi, tỉnh dậy rồi. Căn phòng âm thanh khá là đáng sợ ha. Rồi xuống đi bạn, đi xuống thôi. Mở cửa nè. Yeah. Renny có thể nghe được mọi âm thanh từ lớn tới nhỏ đó bạn. Bạn nghe tiếng mình mở cửa rồi, bạn đang đi ra đó bạn. Để xem trong cái tủ này có gì không nè. Bạn đang đi về phía mình đó, nhanh lên. No. Yeah, may quá, mình trốn kịp vô đây rồi. Rồi, bạn đâu rồi? Mất tiêu rồi. Rồi, tiếp tục, let's go nè. Ở đây không có gì hết bạn. Bạn đây cái bẫy lại nè. Rồi, mình đi xuống nha. Wow, khá là nhiều âm thanh nè. Ở đây, có gì không? No, nothing. Nothing here. Piece of painting. Rồi, tiếp tục. Bà vẫn chưa phát hiện ra mình. Rồi, let's go. Mở cái lò vi sóng, không có gì hết. Wow, level này sao không có gì hết vậy? Để mình dụ và Danny lại nè. Coi cái bàn học có gì không? Bàn học cũng là nơi để đồ yêu thích của Danny nè. Không có gì. Rồi, tiếp tục đi thôi. Wow, trong tủ có gì đây? A piece of painting. No, rồi. Mình không cần cái này đâu. Rồi, mình đi xuống hầm nè. Dưới đây cũng có vẻ không có gì đặc biệt ha. Không có đồ gì hết. Rồi, mình đi xuống gara nè mà. Âm thanh khá đáng sợ. Rồi, mở. Yeah. Cái này cái gì đây? Playhouse cây hả? Place house case. Rồi. Rồi. Mở cốp ra. Wow. Bắt sạc bên. Ok. Rồi. Đợi đây bạn. Lấy place house case đi. No. Mình nghe tiếng gì đó. Có vẻ như là bà đánh hơi được mình rồi. Đi lên nè. Wow. Mình nghe tiếng mở cửa. Mình không thấy Renny đâu hết bạn. Granny đâu rồi? Hello Granny. Where are you? Nãy giờ mình không thấy bả đâu luôn mà, mới cho mình đi thoải mái luôn. Mình đi lên rồi. Mình vô phòng này. Đây có gì không? Ở đây có, wow, quả dưa hấu. Something inside the melon. It's melon. Để xem quả dưa hấu này có gì trong đây nha. Rồi, ok, next game please. Mình sẽ tiếp tục trong video sau. Scary teacher. Cái dàn này nó làm gì đó bạn? Anh đang biểu diễn cho Misty coi nè. Khá là ấn tượng ha. Misty đang dụ dỗ anh này vào nhà, không biết là để làm gì đây. Oh no, sao Misty lại làm vậy? Không phải Misty tính nhốt anh. Oh no. She cast him. Rồi. Chìa khóa ở dưới đây. Rồi, fire away to the skill maimer. Mình phải giải cứu anh ấy thôi bạn. Anh ấy rất là tội nghiệp. Rồi. Đầu tiên mình sẽ vào nhà kho nè. First, I will go to the sack now. Rồi, mình lấy cái kìm cộng lực nè bạn. Cái kìm này rất là khỏe luôn. Rồi, tiếp tục, let's go. Oh, no. Xem nào, dính cái bẫy rồi. Fire away to the skill maimer. Rồi, mình đi vô nhà của Misty nha bạn. Rồi, đi vào bằng đường cửa sổ nè. Mở cửa nè.
Yeah, rồi mở cửa này luôn, đi xuống thôi để mình coi dưới hầm có gì không. Ồ, sao lại không cho xuống hầm nữa? Cho mình gợi ý đi. Fire Play Total Room. Rồi ok, mình đi lên Total Room nè. Total Room hả? Total Room đã ở đây hả? Rồi mở cửa nè. Fire rồi, get fire. Transform hanger into hook. Rồi ok. Có một cái đồ, có một cái oh, no, excuse me. No. Unlock, excuse me. Let's get, stick one, let's see. Bye. Miss. Rồi, để chơi tuần. Tuần thứ wow, mình chơi đã gần hết cái tuần rồi. Rồi, tuần 158 nè, unlock. Ồ, không đủ game. Rồi, unlock, insane. Ready, yes. Rồi, survival, tồn tại qua đêm nè. Mình ra đội cung nè, tấn công luôn nè. Wow, bên kia tràn qua tấn công mình rồi các bạn. Ra. Không thể để họ bắt nạt được. Ra. Bút cho mất sức mạnh luôn. Ra. Rồi, tấn công. Tràn qua thôi. Dám tràn qua bên mình trước hả? Rồi, giờ mình tràn qua bên họ nè. Một lực lượng của mình rất là hùng hậu luôn. 75 người. 75 quân, sorry. Rồi, qua đi các bạn, qua đi. Yeah. Wow, đội cung rất hùng hậu luôn. Người khổng lồ ra qua nè. Rồi, cho thêm quân đi. Rồi, cực mạnh luôn. Đứng chờ sẵn luôn nè. Đó, đội quân hùng hậu của mình nè. 93 quân. Rồi, ra đi các bạn. Wow, có đội nhảy ra nữa kìa. Good. Tấn công. Yeah, rồi. Mình ép sân hoàn toàn luôn. Ra lại tẻ. Đội cung đâu? Đội cung rất là mạnh luôn. Yeah, tấn công. Wow, quần khá đông à. Ra nãy giờ chưa hết nữa. Rồi, tiếp tục. Rồi, win chưa? Vẫn chưa hả? Bên kia lại ra tiếp tục rồi bạn. Rồi, đội cung thể hiện nè. Rồi, xong, giải quyết xong rồi. Đội cung dày đặc luôn. Bên kia đâu có chịu nổi đâu bạn. Rồi, yeah, xong. Còn nữa hả? Ra tiếp à. Rồi, xong chưa? Ra nữa. Rồi, giải quyết nhanh nè. Nãy giờ chắc phải 5 phút rồi. Chín mươi hai quân. Yeah, ok. First kill is win. 4 phút 49 giây. Rồi, trò chơi tiếp theo. Golden Ball. Bonus level, level 244. Collect gold on the way. Scroll. Yeah, good.
Rồi qua phải nè. Collect go. Ok. Tiếp tục. No ties. Level 245 rồi ạ. Lên. Yeah, rồi. Thu thập những cái bánh kem. Collect ticket to ride. Số. Rồi lên lại nè. Collect ticket. Rồi qua phải. Yeah, new world. Wow, cảnh rất là đẹp luôn. Cảnh này ở đâu đây? Rồi qua, mình đã vượt qua rồi. Rồi jump. Good. Checkpoint bạn. Qua. Collect gold. Yeah, rồi checkpoint. Collect gold. Qua trái nè. Rồi. Và lại với level 9 nè. Ok, complete level. Gold ball, chơi gold ball luôn. Finding opponent. 3, 2, 1, go. Yeah. Rồi, let's go. Score. Ghi bàn thôi. Wow, bạn này chơi tốt quá. 1-0, 0-1 rồi mình bị dẫn trước rồi. Giành lại giá banh trước rồi. Wow, bạn này lăn banh tốt quá. Yeah, cơ hội của mình đây. No. Rồi bị thua rồi. Hay không mà. Mình chơi này dở quá. Rồi, giành banh này, giành banh. Rồi, thua rồi. Lose. Next game, please. Short class. Rồi, upgrade now. Level 162. Collect a white cylinder on a white. Avoid the saw. Trap. Tap on green button. Good. Speed up now. Qua trái, qua phải, qua trái. Avoid the saw. Keep your team leader. If not, you will lose level. Lên. Good. Wow, boss nè. Khá mạnh ha. Rồi, tốt rồi. Yeah, win. Chiếm thành thôi. Yeah. Ok, boss của mình khá là ngầu. Mang cái mặt nạ Victory. Quân thưởng là 81.360 xu. Rồi, upgrade. Next game please, trò chơi tiếp theo. Get the girl. Đợt chơi giải cứu chàng trai và cô gái. Rồi. Mình sẽ update sau. Yeah. Ok, hai người đã gặp nhau rồi. 100 xu. Rồi, tiếp theo. Mình phải cho anh chàng này biến mất làm sao đây. Yeah, good. Ok. Một puzzle game ha. Rồi, next game please. Crossmaster. Một trò chơi của hãng Voodoo. How to ride while driving past through obstacle. Why? Rồi, qua luôn bạn. Wow, yeah, good. No. Hư xe mình hết. Rồi. Wow. Xe bị lật rồi, 12 mét. Yeah, unlock new car. Tap to spin. Một chiếc siêu xe các bạn. Rồi. Mình sẽ chơi chiếc siêu xe này vào level sau nha. Ở video sau giờ mình upgrade nè. Next game please, thank you. Moscow Rush. Trò chơi anh chàng lực sĩ. Rồi, let's go, collect energy back. Good. Yeah. Oh no. Tránh những cái cổ sắt nha bạn. Tránh những cái cổ sắt. Collect energy back. Good. As much as you can. Collect money. Tap red button. Rồi. Tiếp tục. Cổ kính ok. Cổ gạch ok. Né cổ sắt ra thôi. Rồi green button nè.
Yeah. Right. Right. He very strong. Tap tap tap. Tap quickly. Right, win. Next game. Level 12 complete rồi. Thank you.